Hi, xin chào các bạn nhé. Ở trong video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách để tạo header cũng như là phần trang chủ và phần chân trang. Thì trong video này mình hướng dẫn các bạn cách mình có thể tùy biến các cái chuyên mục ha. Đây ví dụ các bạn nhấn vào chăm sóc da này. Thì những cái bài viết nào mà các bạn chọn chuyên mục chăm sóc da thì nó sẽ nằm trong ngày. Tuy nhiên cái phần sắp xếp ở đây thì các bạn nên tùy biến lại nhé. Các bạn có thể tùy biến giống như website demo ở đây. Rồi thì để mà tùy biến cái chuyên mục á, các bạn để ý ở trên này này, ở trên này có phần tùy biến nhé, các bạn nhấn vào tùy biến. Rồi sau đó các bạn vào cho mình cái phần blog này, nhấn vào blog ha. Rồi thì để mà xóa cái phần category này, các bạn vào cho mình cái phần blog active ở đây. Rồi các bạn tắt cái này đi. Đây thì nó sẽ mất ha. Những cái bài post ở đây các bạn muốn định dạng nào các bạn có thể lựa chọn này. Như kiểu hiện tại đây là kiểu mặc định này. Các bạn có thể chọn kiểu normal. Rồi inline. Đây inline thì nó sẽ hiện ra như vậy. Đó, hoặc các bạn có thể chọn theo là hai cột này. Đây thì nó sẽ hiện ra hai cột như vậy này. Rồi ba cột. Đó thì nó sẽ hiện ra như vậy. Hoặc các bạn có thể chọn theo danh sách ha, theo list này. Đó thì nó sẽ hiện ra danh sách như vậy nhé. Rồi sau các bạn nhấn vào đăng này. Rồi tiếp theo các bạn có thể vào cái phần là block layout nhé. Block layout là cái kiểu định dạng ấy. Dù các bạn muốn có sidebar thì bạn chọn cái này. Cái này là sidebar bên phải này. Còn cái này là sidebar bên trái. Đó thì nó sẽ qua bên trái này. Hoặc là no sidebar thì nó không có hiện sidebar. Rồi tiếp theo các bạn thấy cái này nó đang là căn giữa đúng không? Các bạn muốn cho là căn trái này thì bạn chọn cái này. Đó, trường hợp các bạn muốn để sidebar thì các bạn chọn cái này nhé. Right sidebar nhé. Tí nữa thì mình sẽ tùy biến cái phần sidebar này. Rồi sau đó nhấn vào đăng. Rồi tiếp theo. Và block global là cái phần ngày tháng ở đây này. Các bạn muốn thể hiện thì bạn chọn ha. Đây, có rất là nhiều cái định dạng này. Đó. Đây ví dụ mình chọn cái này đi. Hoặc các bạn không thích thì bạn nhấn vào tắt cái này đi nhé. Thì nó sẽ ẩn đi ha. Rồi ở đây mình sẽ bật lên. Mình chọn kiểu này ha. Rồi, block insert này có nghĩa là cái phần chấm chấm ở đây này, các bạn thích thì để, không thì thôi. Các bạn xóa đi, tùy vào nhé. Đây, các bạn xóa này. Thì nó sẽ mất đi ha. Rồi, nhấn vào đăng này. Rồi, tiếp theo. Block single box. Cái này có nghĩa là các bạn tùy biến một cái bài viết cụ thể nhé. Ví dụ nhấp vào cái bài viết này đi. 6 cách phối đồ này. Đây, các bạn có thể tùy biến cái hiển thị của cái bài này. Ví dụ các bạn muốn để sidebar bên này thì các bạn có thể chọn bên phải hoặc bên trái này. Hoặc các bạn không muốn để sidebar thì bạn nhấn vào no sidebar. Đấy thì nó chỉ hiện bài viết thôi. Tiếp theo, title layout. Đây, cái định dạng nó là đang là normal, các bạn có thể chọn top full. Thì cái hình ảnh nó sẽ nằm ở trên. Rồi inline. Đó thì nó sẽ như vậy ha. Mình sẽ chọn phần top full. Tiếp theo là những cái định dạng ở dưới này, các bạn có thể nhấp vào để tùy biến nhé. Ví dụ nhấp vào cái phần đầu tiên này đi. Để xem nó hiện ra như thế nào này. Ví dụ nhấp vào cái này nó hiện ra như vậy, các bạn không thích thì xóa đi, tắt nó đi. Rồi, enable filter image có nghĩa là các bạn muốn để hình đại diện thì các bạn bật cái này lên, còn không thôi tắt đi. Đó thì nó sẽ tắt cái hình đại diện đi nhé. Rồi, enable share icon. Share icon có nghĩa là cái nút đây này. Các bạn muốn tắt nó đi thì nhấn vào cái này. Đó, thì nó sẽ ẩn đi ha. Hoặc bật nó lên nhé. Bật nó lên để nó sẽ tối ưu cho sale hơn. Ví dụ khách hàng đọc bài viết này thấy hay, người ta muốn chia sẻ thì người ta sẽ nhấp vào đây ha. Chia sẻ Facebook, Twitter, email, Pinterest, tâm. Thì cái này các bạn nên để nhé. Những cái tính năng như thế này các bạn cứ nhấp vào để tùy chỉnh nhé.
xem nó hiển thị như thế nào. Các bạn không thích thì bạn tắt đi. Cái phần này có nghĩa là những cái bài viết gợi ý ở đây này, các bạn không thích thì tắt nó đi. Đó. Rồi thì những cái này các bạn nên bật lên hết ha. Nhấn vào đăng này. Tiếp theo là cái phần blog future post. Cái này cũng không có gì đặc biệt ha. Mình sẽ thoát ra nhé. Tiếp theo mình hướng dẫn các bạn cách chỉnh màu nhé. Đây chỉnh màu của những cái đường link ở đây này. Ví dụ như đường link hiện tại là đang là màu xanh đúng không? Mình sẽ chuyển là màu hồng ha. Hoặc là những cái phần này. Đây giống như website demo ở đây. Ví dụ như nhấp vào bài này đi. Và thì những cái đường link ở đây là màu hồng này. Đó, và dưới này cũng vậy ha. Đây thì mình hướng dẫn các bạn cách chỉnh lại màu này nhé. Rồi các bạn trở về website. Các bạn nhấn trở về nhé. Các bạn cứ vào cái phần tùy biến ha. Và trong cái phần tùy biến sẽ có cái phần là style này. Các bạn nhấp vào style. Rồi nhấp vào cái phần color đây nhé. Ở trên cùng này. Rồi cái phần primary color các bạn chọn cho mình là màu hồng ha. Ví dụ các bạn thích màu hồng thì bạn nhấp chọn màu hồng. Rồi nhấn đăng. Tiếp theo các bạn kéo xuống nhé. Các bạn kéo tới cho mình cái phần là cái link này. Các bạn cũng chọn cho mình màu khác ha. Ví dụ ở đây mình chọn là màu hồng. Đây rồi nhấn vào đăng. Rồi bây giờ các bạn thoát ra này. Đây ha. Thì đường link nó đã ra là màu hồng rồi này. Và những cái phần như là phản hồi cũng là màu hồng ha. Tức là cái màu cơ bản là màu hồng và cái đường link cũng là màu hồng. Rồi ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo sidebar nhé. Đây sidebar có nghĩa là cái phần ở bên phải này này. Còn video này của mình dừng lại tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn thấy video hữu ích, các bạn nhấn nút like, share video ủng hộ mình nhé.